Thưa quý vị, ca sĩ Hoàng Quyên, giọng nữ trầm hiếm hoi của làng nhạc Việt sẽ quay lại với khán giả yêu nhạc bằng live concert sóng hấp dẫn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Đây sẽ là dấu mốc của một Hoàng Quyên hoàn toàn khác, trưởng thành, đằm sâu và quyến rũ hơn. Năm 2018, Hoàng Quyên đã ra mắt album cùng tên Sóng Hấp Dẫn. Với những sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo và hòa âm của Võ Thiện Thanh, sự kết hợp của hai nhạc sĩ tài năng đã giúp chất giọng trầm của Hoàng Quyên thêm thăng hoa hơn. Và để đánh dấu sự trở lại, Hoàng Quyên đã lấy cái tên Sóng Hấp Dẫn cho live concert của mình. Trong đêm nhạc Sóng Hấp Dẫn này thì Quyên muốn khai thác âm nhạc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và lần này Quyên sẽ lựa chọn những ca khúc của hai anh mà Quyên đã thích từ rất lâu. Cũng có thể đó là những cái mà làm cho Quyên bén duyên với hai anh. Thì Quyên sẽ khai thác những điều đó và dự tính trong đêm nhạc của Quyên sẽ từ 19 đến 20 bài. Những ca khúc như Nghịch Lý, Anh Thợ Ảnh, Nói Yêu Em Hôm Nay từng mang đến cho người nghe những hoài cảm lắng đọng tuyệt vời trong album sẽ được Hoàng Quyên thể hiện trên sân khấu với phong cách mới lạ và độc đáo hơn. Đặc biệt trong live concert này, Hoàng Quyên sẽ thể hiện xuyên suốt không có khách mời. Từ trước đến giờ Quyên làm âm nhạc, Quyên vẫn luôn có một cái con đường tự quyết ấy. Thì bây giờ trên sân khấu Quyên tự làm tự quyết ra sao? Thì có lẽ đó cũng là một điều thú vị và đấy là một cái thử thách của Quyên đối với chính bản thân mình, rằng là làm sao để hay nhất chứ không để nặng yếu tố nhiều lên đầu, mà vẫn là yếu tố phù hợp. Đừng nói lời yêu em hôm nay. Hoàng Quyên vẫn tự thử thách mình khi lựa chọn các con đường hẹp và khó hơn. Cô gắn bó với dòng nhạc pop có màu sắc đương đại nhưng đôi lúc kết hợp thêm chất liệu khác như jazz, swing, R&B, cổ điển và cả dân gian đương đại. Chính những điều này đã định hình chỗ đứng riêng của Hoàng Quyên trong làng nhạc Việt.